Tâm Đức á, tôi có thể cho tôi xin một phiếu để cho anh. Để làm gì? Để cho Sơn Ca đi chữa cái bệnh hôi miệng được không? Miệng nó thối lắm à. Trời ơi. Rồi kính thưa quý vị ơi, dòng lại này đó là 20.000 đồng cho mình là vé. Và cô chú chị nào mà chưa có vé các mình dạy giơ tay lên liền giùm em nha. Người ta nói không đi hội chợ thì thôi, cứ đi hội chợ nhớ lôi hoài về quý vị. Chứ quý vị đừng có để nằm lòng cái câu là không đi hội chợ thì thôi, cứ đi hội chợ đứng tôi rồi về là tụi em đau lòng lắm quý vị ơi. Rồi và ngay bây giờ xin mời cô chú chị mình bắt đầu. Kính chúc quý vị sẽ được thật nhiều may mắn. Một ngày đã trời đắp đắp lên trời.
có 12 chữ kia qua đã vừa đọc giải. Đề nghị cô chú chị mình được gọi số lại nhé. Chú này kiểm tra lại một tập bên trên. Dòng đầu vừa qua có một anh trai đọc giải đó Thú Vị ơi. Dạ rồi quý vị, ngay từ bây giờ nhân chị chúng em đang rào mời quý vị mình những tập tấm lá vé của một loại cơ lô tô mới. Đó chính là 20.000 đồng quý vị. Đó, chương trình lôi cái nắp lô tô hôm nay của chúng em tối đêm nay sẽ lên đèn phục vụ chúng em với chủ đề Baja Sipin. Dạ, đây là phần 1 thưa quý vị, còn phần 2 những người đẹp của lô tô hôm nay sẽ hóa thân thành những cụ già phục vụ cho quý vị. Rất là vui nhộn quý vị nha. Rồi, em chúc mừng anh và em sẽ được mặc phép giờ số vòng loại 006. Đúng rồi, đúng chút rồi. Dạ, con số 12. 12, dự định kia qua có 1. Dạ, 27. 27, dạ có 2. Dạ, 39. 39, dạ có 3. Dạ, số cuối cùng là 59. Dạ, 59, dạ hoàn toàn hợp lệ. Dạ, vâng anh ơi, hợp lệ rồi đó, anh lấy cái gì? Bây giờ anh lấy em được không? À, bây giờ anh lấy 1 triệu hay là anh lấy một chú BD? Các cục thận anh đáng cũng được chứ. Trời ơi, trời ơi. Rồi. Đây là một cái voucher từ hệ thống Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức, 1 triệu đồng. Đó, anh về anh sử dụng cái gì cũng được nha. Anh đi trồng răng, cạo chơi răng hay là anh đi trắng răng, cái gì cũng được hết. Với dịch vụ trắng răng tại Sài Gòn Tâm Đức chỉ có 50.000 đồng thôi quý vị. Đó, cái voucher đó mình có thể sử dụng được 20 lần trắng răng quý vị nha. Và cũng sử dụng được 20 lần cạo vôi răng. Tại vì cạo vôi răng một lần, một dịch vụ chỉ có 50.000 đồng thôi. Su ơi, mà bên trên mới thông báo là cái voucher đó đó, mình không quy đổi ra tiền, nhưng mà mình đến mình xài một lần, mình xài cái gì cũng được, nhưng mà hết một lần thì thôi. Quý vị gom là giống như xài trọn vẹn cái phần 1 triệu cho em nhé quý vị nha. Thí dụ mình có thể xài 1 triệu mốt đúng không quý vị? Đó, xài 1 triệu mốt mình bù có 100 ngàn à. Còn nếu mà mình xài 800 thì mình bị mất 200, uổng lắm quý vị. Rồi, còn với mọi lá vé, ví dụ lần này đó là 20.000 đồng là vé. Cô chú chị nào mình chưa có vé cứ mình nhận cho tay lên liền giùm em nha. Chúng em điều động nhân viên tới tận nơi phục vụ chỗ vị mình luôn. Và trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ có tất cả các ngày trong tuần vào lúc 18:30. Gánh hát lô tô hôm nay sẽ lên đèn phục vụ cho tất cả quý vị. Và ngày thứ 6, quý vị sẽ được gặp gỡ và giao lưu cùng với nữ ca sĩ chuyển giới đầu tiên của Việt Nam. Đó chính là ca sĩ Cindy Thái Tài vào thứ 6 và thứ 7. Thứ 7, Gánh hát lô tô hôm nay sẽ mang tới cho quý vị một cái chương trình đặc biệt. Đó là chủ đề cải lương hồ quảng. Và với khách mời đặc biệt đó là nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân thưa quý vị vào thứ 7 tuần này. Còn vào ngày chủ nhật sẽ là lần đầu tiên Gánh hát lô tô Hương Nam tổ chức cuộc thi Hoa Khôi Hương Nam. Và quý vị ơi, cuộc thi đó sẽ là cuộc thi của những người đẹp đến từ Gánh hát lô tô Hương Nam, sẽ là cuộc thi Hoa Khôi. Và không biết là đêm chủ nhật thì ai sẽ đăng quang đây các chị. Nhưng mà trong đó cuộc thi Hoa Khôi đó, em có chia ra bao nhiêu phần không? Thì dạ, cái có gì, rất là nhiều phần. Thi áo dài nè quý vị. Dài là có rồi. Thi dạ hội nè quý vị. Dạ hội cũng có luôn nè. Thi đồ tắm đúng trời không? Ơi. Trời ơi. Thi cái gì tôi không biết chứ. Thi đồ tắm là con gái tôi xuất sắc rồi. Ai? Con gái em là ai? Hồ Tiểu Nhiên. Trời ơi. Còn chị Cát Thi, nếu mà chị thi đồ tắm, chị mặc mấy mảnh? Chắc chị mặc một mảnh đằng trước thôi hả? Rồi. Ở dưới nó lòi ra hai cái phao. Trời, ông nội bà gan cho bà một mảnh mà trước rồi, thấy ghê. Rồi thưa quý vị, và để quý vị biết bữa đó các thi mặc đồ tắm ghê cỡ nào thì xin hẹn quý vị vào cái cuộc thi đó là Hoa Khôi Hương Nam sẽ được diễn ra vào chủ nhật tuần này thưa quý vị. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta bắt đầu. Dạ xuống. Với nhà ai thì dễ giơ tay lên nha. Ngày biệt ta cùng xem cái tuần này luôn nè. Nghe những cái tay không gian giả đâu à. Dạ ủng hộ dùm chị em cùng mà ai đang giữ tay nữa à. Rồi cái thương thì ơi, nhìn là mẹ cuối tay là nhìn là mẹ ớt đủ nhiều mây. Sắp ra lại nhiều mẹ mắn cho quý vị.